Bùi Quỳnh Hoa diễn lố ở bán kết nhưng đầy tự tin khiến fan sắc đẹp quay xe phút 90. Bùi Quỳnh Hoa sau khi đăng quang Miss Universe Việt Nam đã vướng không ít tranh cãi, cũng vì thế mà nhận về nhiều gạch đá và thậm chí fan sắc đẹp trong nước còn quay lưng với cô và ủng hộ đại diện đến từ Thái Lan. Sáng nay, 16 tháng 11 theo giờ Việt Nam, bán kết Miss Universe 2023 tại El Salvador đã được diễn ra với sự dẫn dắt của đương kim Miss Universe đến từ USA Arbonne Gabriel và người đẹp Vanessa Velasquez. Bán kết luôn được coi là phần thi gay cấn và mang tính quyết định cao, vậy nên về thể hiện tốt trong vòng thi sẽ giúp các thí sinh nắm chắc cơ hội in top trong tay. Chính vì thế mà các mỹ nhân luôn cố gắng thể hiện tốt nhất những kỹ năng trình diễn ấn tượng, thu hút trên sân khấu để ghi điểm với ban giám khảo, khán giả trước khi bước vào đêm chung kết. Đêm bán kết có các phần thi bao gồm giới thiệu, trình diễn áo tắm và trình diễn váy dạ hội. Đại diện của Việt Nam là Bùi Quỳnh Hoa xuất hiện rạng rỡ trong chiếc váy xanh đính lông vũ. Cô lựa chọn kiểu tóc thẳng mượt, rẽ ngồi giữa kết hợp lối trang điểm sắc sảo, nhấn vào đôi môi đỏ. Cô hô vang hai tiếng Việt Nam đầy nội lực, đồng thời đưa tay cao thể hiện sự quyết tâm chinh phục vương miện. Ngay sau khi sân khấu vừa nóng lên với màn giới thiệu của hơn 80 đại diện, lại liên tục bùng nổ với phần trình diễn trang phục áo tắm. Tám mỹ nhân quốc tế lần lượt xuất hiện trong những thiết kế cắt xẻ, gợi cảm, khoe trọn vóc dáng khỏe khoắn, nóng bỏng cùng những đường cong hút mắt. Những bước catwalk rực lửa cùng thần thái ngút ngàn của các người đẹp khiến khán đài liên tục hò reo phấn khích. Những thí sinh nổi bật như đại diện Nicaragua, Philippines, Peru, Puerto Rico, Thái Lan, Colombia, Peru đều thể hiện phong độ ổn định. Họ biểu diễn cuốn hút với những pha hất tóc, xoay vòng và đánh hông gợi cảm. Bùi Quỳnh Hoa trình diễn gần cuối, người đẹp diện thiết kế một mảnh tôn dáng và xải những bước đi tự tin trên sân khấu. Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến cho rằng phần trình diễn của cô không quá xuất sắc, thậm chí còn lép vế so với các đối thủ. Sự khác biệt này thể hiện rõ khi đặt cô cạnh những thí sinh cùng trình diễn ở top cuối như Thái Lan, Mỹ, Venezuela. Cuối cùng là phần thi dạ hội sẽ kết màn cho đêm bán kết Miss Universe. Ở phần thi này, những gương mặt tiềm năng cho chiếc vương miện vẫn tiếp tục duy trì phong độ tốt, phải kể đến các người đẹp từ Thái Lan, Philippines, Mỹ, Venezuela, Nicaragua, Colombia, Nigeria. Ngoài ra, cũng có những thí sinh được đánh giá cao hơn sau màn trình diễn tại đêm bán kết này như người đẹp đến từ Campuchia. Đáng chú ý, cũng ngay trong phần thi trang phục dạ hội tại bán kết, thí sinh Paraguay gặp sự cố suýt vấp ngã, sau đó cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để hoàn thành phần thi. Bùi Quỳnh Hoa xuất hiện gần cuối với thiết kế mang tên Queen of the Light, tạm dịch Nữ Hoàng Ánh Sáng. Được thiết kế bởi nhà thiết kế Linh San, chiếc váy dạ hội này được lấy cảm hứng từ loài hoa quỳnh và ánh sáng với sắc trắng tinh khôi, xẻ tà cao tạo điểm nhấn độc đáo. Sau khi công bố thiết kế này, cộng đồng mạng phát hiện một điểm cực giống với Hoàng Thùy tại Miss Universe 2019. Đó chính là phần tà của chiếc váy cũng tương tự như chiếc váy mà Hoàng Thùy trình diễn khi ấy. Dù trước khi lên đường chinh phục chiếc vương miện cao quý, đại diện Việt Nam không nhận được nhiều ủng hộ từ fan sắc đẹp tại nước nhà. Thậm chí, ngày cô ra sân bay để lên đường đến với El Salvador, không có nhiều người hâm mộ đến tiễn. Nhưng trong suốt quá trình thi, Quỳnh Hoa luôn xuất hiện chỉnh chu với những bộ trang phục đẹp mắt, cùng với đó là sự đầu tư về tóc và trang điểm. Sau khi bán kết diễn ra, cộng đồng mạng cũng để lại nhiều bình luận khá dễ chịu với phần thi của Bùi Quỳnh Hoa. Khá nhiều fan sắc đẹp quay xe đặt kỳ vọng vào người đẹp Hà Nội, thậm chí còn cảm thấy sự thể hiện của cô tại cuộc thi năm nay tốt hơn cả một vài đại diện trước kia của Việt Nam. Dù vậy, Quỳnh Hoa vẫn còn khá nhiều điểm bất lợi để có thể giành được vị trí cao tại Miss Universe 2023. Gần đây, cô nàng vẫn tiếp tục bị cộng đồng mạng soi được một chi tiết lộ điểm yếu về ngoại ngữ. Cụ thể, trước thềm diễn ra bán kết, ban tổ chức đã lựa chọn ra một số thí sinh để quay clip kêu gọi khán giả xem chương trình. Các người đẹp sẽ dịch lại câu "Three days to go" sang tiếng nước của mình. Tuy nhiên, Bùi Quỳnh Hoa lại khiến khán giả ngao ngán vì dịch thành 3 ngày để đi, giống với cách Google dịch.